Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ đường dây liên quan đến mua bán cyanua trái phép, thu giữ hàng tấn cyanua. Đáng chú ý là các đối tượng núp bóng những công ty kinh doanh hóa chất mua bán trái phép lượng lớn chất độc. Đây là những thùng hóa chất được các đối tượng cất giấu khi mà bị lực lượng chức năng bắt quả tang. 4 tấn cyanua đã được thu giữ. Sau các vụ việc nghi vấn tự tử bằng chất độc cyanua thì Công an thành phố Hồ Chí Minh đã truy xét điều tra, kiểm tra hàng loạt cửa hàng buôn bán hóa chất. Từ đây thì công an phát hiện nhiều đối tượng cấu kết mua bán cyanua trái phép. Các đối tượng sau khi thành lập công ty đã bán cyanua cho khách hàng không có giấy phép kinh doanh mua, không lập phiếu kiểm soát mua bán hàng hóa chất độc nhằm tăng doanh thu cho công ty. Sau một tháng triển khai rà soát thì Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 5 vụ án, 17 đối tượng bị bắt giữ và gần 10 tấn cyanua đã được thu giữ. Cyanua có thể tồn tại dưới các dạng khí, lỏng và rắn. Đây là chất độc không màu, khó phân biệt được mùi. Khi cyanua đi vào cơ thể của một người thì nó sẽ ngăn chặn các tế bào của cơ thể sử dụng oxy. Khi bị ngộ độc cyanua, nạn nhân thường trải qua 3 giai đoạn: kích động, thở gấp, lú lẫn, khó thở, co giật và huyết áp giảm, hôn mê sâu, trụy tim đến tử vong. Lợi dụng sự nguy hiểm của cyanua, thời gian qua, hàng loạt vụ việc đầu độc liên quan đến cyanua gây tử vong nhiều người. Tháng 1 năm 2024, tại Bà Rịa, Vũng Tàu, một người tử vong do bị đầu độc bằng cyanua. Tháng 6 năm 2024, tại Đồng Nai, một vụ đầu độc bằng cyanua khiến 3 người tử vong. Tháng 9 năm 2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, một người phụ nữ tử vong nghi bằng cyanua. Trước hàng loạt vụ việc tử vong liên quan đến cyanua, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra và phát hiện hàng loạt đối tượng mua bán trái phép độc chất, thu hồi lượng lớn cyanua.